cả nhà ơi, ở gần nhà em á mọi người, à, có một nhà nào đó mà đẻ một đàn chó này, 5 con luôn, mà hình như nhà chủ á, người ta không có không gian để nuôi ấy, người ta đem đến cái khu đất trống này này. Đó, khu đất trống nhà em đây. Rồi người ta bỏ. Thì á, 2 hôm nay thấy nó cứ kêu ăn ẳng ở bên nhà. Cái thằng con trai em nó tội quá, nó đem mì tôm với cả là nó cơm, đem mì tôm với cơm bỏ vào đây cho nó ăn này. Dễ thương chưa nè. Đó, gọi cái là nó đến này mọi người, thương chưa? Thì giờ không biết làm sao, tại vì nhà em á thì cũng không có ai ở nhà để mà chăm rồi mà chăn đó mọi người. Thì bây giờ có một vài người hàng xóm họ cũng đến, họ xin một con về nuôi á. Nhưng mà thực sự là giờ bồng một con đi á là những con khác nó lại nó kéo nó sủa, nó giống như nó bảo vệ anh chị em nó mọi người, nó không cho đem đi luôn. Đó, bây giờ là rất là may là ở trước đây là nhà em á có một cái chuồng. Đó, giống như là cái chuồng gà đó, thì là cũng là cái nơi để trú ngụ cho mấy em này về đêm lúc mưa gió luôn này mọi người. Đó, hôn chưa, kêu cái là ra liền, kêu giống như là có đồ cho ăn á, là chạy ra là 5 con này, 3 con vàng, 1 con đen với cả 1 con đốm, rất là đẹp. Thì hiện tại á, là buổi sáng là thằng con trai em á nó pha mì tôm cho ăn, và chiều nay là nói là mẹ ơi nấu thêm cơm để con cho nó ăn cơm, không thì ăn ăn mì tôm nó đói. Con nhà em á thì thật sự là rất thích động vật và rất là thương mấy cái con chó con mèo này mọi người. Đó. Thì thôi cố gắng chăm tụi nó lớn lớn chút xíu, rồi ai xin thì liên hệ qua cái kênh YouTube này của em á, thì nếu mà còn thì em sẽ cho mọi người. Rất là dễ thương. Nếu mà thật sự mà có thời gian á thì chăm nó cũng được. Nhưng mà do là mình cũng đi làm, các con đi học á, mỗi người một việc á, mà đây là chó ta như mọi người, thì nó sẽ sống ở phía ngoài chứ nó không có quen sống ở trong nhà, mà nhà mình cũng không có không gian để mà nuôi chúng nó nữa, điều kiện không gian thì không có, cho nên là phải thôi để cho nó ở ngoài này theo cái cách tự nhiên của nó. Sau đó thì một ngày cho nó 2 bữa ăn, rất mong là nó có sức khỏe, nó vượt qua cái thời gian đầu mà nó đang nhỏ này nó sẽ dễ bị bệnh, không có mẹ để mà bú sữa nữa mọi người. Cũng rất may là nó cũng khá là lớn lớn rồi, chứ còn nếu mà còn nhỏ mà cái thời điểm mà còn bú mẹ thì rất là khó chăm. Thì bây giờ nó đã ăn cơm, ăn cháo, ăn mì được rồi này. Kêu cái là 5 con nó ra luôn, rồi mới đến đây được 2 ngày mà thật sự là em mới nghe cái tiếng sủa từ hôm qua thôi. Thì thấy về con trai nó mới mách á, thì em mới biết, mới chạy ra này mọi người, mới quay cho mọi người xem này. Đó, rất là dễ thương luôn. Ngày xưa con chó con mèo nó ở trong nhà mình á, nó rất là gần gũi thân thiết. Mặc dù ở ngoài quê á, thì nuôi chó là để giữ nhà, còn bây giờ thì cái quan niệm ở thành phố là nuôi chó làm cảnh á mọi người. Thì những cái con chó này á, là gợi nhớ cho mình những cái ngày xưa mà mình ở quê á, mọi người. Nó rất là gần gũi, đi đâu về nó cũng ra nó sủa nó ngoắt, rồi nó giúp mình á, là có người lạ hay trộm trộm cướp gì đến á, thì nó cũng sẽ báo hiệu cho mình. Nói chung là cái con chó với con mèo thì thật sự rất là gần gũi với con người chúng ta. Đó, tí nữa là mẹ nấu cơm xong rồi anh Kiên đưa ra cho ăn nha. Chờ tí nha. Wow, 6 con luôn mọi người ơi, kia kia. Wow, 6 con luôn mọi người ơi. Có một con hình như nó hơi yếu, sao nó giờ mới xuất hiện nè. Ôi chị ơi, 6 con lần chị. 6 con nè, bây giờ nó ra một con nữa nè. Ừ, hồi nãy em tưởng 5 à. Ồ, trời ơi, con kia hơi yếu chị ơi. Cái con mà giờ xuất hiện nó hơi yếu, nó đi từ từ á. Vậy hả? Ừ, kìa, nó đi nó hơi yếu, nó hơi lừ đừ chị ơi. Có hay nó có đói không, có gì cho nó ăn miếng gì. Nói nó ăn cơm á, chắc con đó. Đâu mày lấy miếng cơm á. Kìa kìa kìa, đó cái con nó lừ đừ nó đang ngồi kìa kìa. Mẹ rồi, con đó là hơi yếu chắc là không dành ăn lại, mấy con kia cũng rồi. Con đó nha. Đó, ôi. Lấy nó mà để bệnh chết tao thiệt đó. Đó, hai người hàng xóm rất là tội. Bự lắm mà kìa.
Ờ không biết là bụng bự hay là ăn nó không tiêu hay sao chị hả? Dạ, chưa nó ăn gì đó. Ừ, con nó bụng bự cái gì á, vuông nó ăn. Có vuông con mới vuông. Sáu con. Ồ cái con nó yếu sao nó ra nó nằm kìa. Trong nhà giờ chưa bắt bắt được là chị bắt cho bà kia nuôi rồi nhưng mà. Cho nó ăn cơm đỏ nè. Chị, dạ. Đâu rồi, cái ổ đây chị này, chị bỏ lên đây này, lên đây bỏ đi chị. Lên đây bỏ đi. Cái ổ còn cái nữa, cái đó để nước nó uống, đừng bỏ hai cái cọng này cả. Hơi yếu đó chị, không biết nó bệnh hay là có phải ăn no đâu. Nó ăn no, nó chạy loạn lên, để nó đi nha. Mà để nó, mấy con kia nó chạy nắng á. Nếu giờ đưa nó không cho mình nó phun nha, tại bị bắt nó. Đó, tranh nhau. Ôi, tranh nhau kìa, ôi, nó đói quá rồi, tại vì nhóc em nó mới nói với em á, là từ sáng là nó cho một gói mì, cái nó dành nhau ăn này, rồi lát chiều cho nó ăn cơm. Chị cho nó cơm mà, cơm không luôn, nó ăn hết, bà đừng. Ồ, vậy để em về em lấy cơm không. Lấy cơm không đi cho nó đi chợ, tại vì kêu nay á là. Đây, cơm đây, cơm đây. Ê, chị đủ vô giùm em cái. Đây, đây, đây. Đổ hết cho đi. Ờ, để nhờ đó, đúng không? Đúng rồi. Đi. Rồi, cho cơm không ăn luôn nè mọi người ơi. Cái cưng quá. Mà cứ ra đây, nó đỏ. Không nghe mùi cơm lùa ra. Nó thấy người nó không dám ăn, nó đi, nó là chết có dây nào vậy đó. Rồi ăn kìa. Ồ, cơm không nha mọi người, tụi chưa này đói nè. Không biết là cái nhà nào mà kiểu như là nuôi rồi xong rồi đẻ mọi người. Đẻ rồi không có nuôi nổi, không gian với cả là nuôi cái đội này là 5-6 đứa chứ đâu ít đâu. Thấy chưa? Ôi, đâu cái con kia nó yếu sao nó không ra nè chị. Tội nghiệp không? Nó kia rồi, kia rồi. Con kia em nghĩ nó bệnh quá chị ơi. Ôi cơm không mà ăn này mọi người, trời ơi đúng là con nhà nghèo này mọi người ơi. Ôi ơi cơm không nè, cơm không mà tranh nhau này, trời ơi tội nghiệp không. Ờ nó con nó yếu quá chị, nó yếu nó không có bò ra được từ nãy giờ nè. Ủa con còn miếng nào không trời? Chúng hết ăn nè, ăn đi. Có ăn được không nữa? Ăn được nè. Rồi rồi, chặn những cái con kia để cho con này tội quá yếu mà nãy giờ là. Phải đinh qua bên kia để mình nuôi cho con yếu mình chết. Nó dành ăn không được với mấy con này. Ừ, chị rinh con này qua bên kia cho họ nuôi đi, họ chăm đi. Cho thấy yếu đó. Con này yếu. Yếu đó, lù mà mưa gió là nè. Ôi, tội nghiệp quá mọi người ơi. Đúng là cái con vật nó gần gũi với mình đó mọi người. Là nó uống không? Con ăn đi con. Gì dí cái miệng xuống chị? Gì gì? Nó thử được. Rồi rồi kìa ăn kìa. Ôi đây là em thứ 6 này mọi người mà nó yếu á. Không có mẹ chăm á mọi người, thế là cứ nằm rung rút ở đằng ngoài ngoài kia. Ồ còn mấy cái con này nó khỏe nè. Thì nó ăn như cái gì luôn á. Ồ, vẫn quay nha mọi người. Chắc là nhìn cũng thấy rất là thương ha. Ồ, em này yếu nhất nè. Tụi bay ăn rồi nha. Rồi, tụi sẽ nha. Cập nhật những ngày tiếp theo nếu mà còn duyên ở đây nha mọi người. À, đây là ngày thứ 3 của các em này mọi người. À, đấy, tranh nhau rồi cơm với bún em trộn tí nước canh vào mọi người. Một thố cơm với bún em chan với nước canh mà nó làm láng rồi mọi người ơi, tội nghiệp không? Đây, đem ít cơm ra cho chó này mọi người. Để xem thử là các em ấy đã được ăn chưa. Wow. Sáng giờ ăn gì chưa chị? Chó ăn gì chưa? Đây, giờ em ra em cho ít cơm bún nè. Ủa, cái lò kia đâu rồi chị? Không cái này à, cho vào đây luôn hả? À, cho vào đó luôn đó. À, chị đổ cho em cái, chị đổ em bỏ cơm với em tụ cơm bún canh cho nó. Đây là cho cơm không rồi đó, ăn hết. Chị cho nó lên đây chị nè. Con để mua bếp hết cái này.
Rồi đây 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 đây, đây, đây em bỏ cho đây đây. Em có chan canh luôn á. Đó, đây là ngày thứ ba của các em này mọi người. Đấy, tanh nhau rồi cơm với bún em trộn tí nước canh vào mọi người. Dạ. Cái con ốm yếu là hôm qua cho một cái người để chăm rồi, còn năm cái con này là khỏe mạnh á thì để cho chăm thêm một ít nữa. Rồi hả, có gia đình nào mà thật sự yêu thương á, chăm bẵm được á thì xin á thì liên hệ với em rồi. Em sẽ cho nha. Cái con màu đen á là chị hàng xóm là chị để dành để chị nuôi rồi nè. Còn bốn con nữa là ba cái màu vàng một con đốm. Thì cả nhà ai thương tình á thì cứ bình luận ở bên dưới em sẽ liên hệ cho mình xin nha. Nhưng mà tới thời điểm đó thì còn thì em mới cho được, tại vì em đăng lên á từ hôm qua thì không biết là đã có ai xin chưa nè. Đó, ngày thứ hai trời ơi. Một thố cơm với bún em chan với nước canh mà nó làm láng rồi mọi người ơi, tội nghiệp không? Đúng là con nhà nghèo. Trời ơi, dành nhau ăn này. Thương chưa? Đó, buổi tối là rất là may là có cái chuồng này mọi người, chui vào đây nằm ngủ này. Mưa gió nó cũng đỡ, chứ không là không biết đi đâu luôn đó mọi người. Kêu cái là lại liền luôn. Đó. Mấy cái con này chắc cũng khoảng được vài ba tháng nha. Đó, ăn xong rồi còn thấy cái nồi còn đi lại để xem thử có con không nè mọi người. Ôi, vẫn còn đói. Tí nữa anh Kiên về anh Kiên cho nha. Anh Kiên đang đi làm, tí anh Kiên về anh cực đêm rồi tí anh về anh cho ăn thêm nha. Anh ấy thương lắm luôn á, anh thương mấy cái con chó này lắm. Chó nào nó cũng thương. Đấy, anh Kiên về đây rồi nè. Ôi, cho ăn một tí cơm nguội với mì với bún mẹ chan canh mà nó thi nhau nó đớp nè. Rồi xong buổi sáng chị hàng xóm chỉ cho mấy cái vỏ trái cây nó cũng ăn nè con. Cho cái nồi không mà nó cũng lại nè mọi người, tội chưa. Chút xíu nữa nha, để chút xíu nữa nấu cơm đã rồi cho nha. Đó, thấy chưa, đang đợi này, chó rất là đẹp nha mọi người. Không biết cái giống gì mà nó lai là có đen, có đốm, có vàng, cực kỳ đẹp luôn. Hiện tại là đang còn 5 con nha mọi người, 6 mà cho một con ốm yếu để được chăm hơn, đặc biệt hơn rồi. Đó, những cái con này á là hôm qua thử bắt đi á, một con, hai con á là tụi nó bảo vệ nhau á mọi người, nó không cho đi á, giống như là anh em trong nhà nó bảo vệ nhau á, thương lắm luôn á. nó biết cái nồi không nông lại đây mọi người, khôn dễ sợ luôn này, ăn hết rồi còn đâu. Dễ thương chưa. Đó, chủ nhà không biết sao, chắc là kiểu như là nuôi một con mẹ xong rồi nó đẻ nhiều quá, không có điều kiện không gian để nuôi ấy. Rồi mới đi đem đến cái khu đất trống bên cạnh nhà em này mọi người, bỏ lại đây này. Đó, bỏ lại thì không hiểu sao nó cũng không có đi đâu luôn nha mọi người, nó cứ quanh quẩn ở cái khu này. Cái em thấy nó sủa xong rồi con trai em nó phát hiện ra thì đây là các trẻ bị bỏ rơi, lang thang cơ nhỡ, không có người chăm sóc nè. Đó, rất là đáng yêu luôn mọi người, ai mà thích chó mèo thì liên hệ với em nha. Ông mà nhà nào mà thật sự yêu thương á, nuôi á thì sẽ rất là vui và yên tâm. Vì con vật hay con người cũng cần có sự sống á mọi người. Chứ bây giờ á, mấy con này mà lớn lớn tí sổng ra là cái tụi cẩu tặc á, nó bắt nó đem đi bán làm thịt ngay đó mọi người. Con nhỏ nhỏ này có khi nó cũng ăn nữa, chứ đừng có nói con lớn. Cho nên là rất là thương. Giờ chỉ sợ nó sống ở những cái khu như thế này á, thì sợ là nó đi ra đường á mọi người. Đi ra đường sợ bị bắt mất á, cho nên là rất là mong là hy vọng là sẽ có người nhận nuôi trước khi chúng nó lớn.
Rồi Phượng, hôm nay là ngày thứ ba Phượng cũng gửi đến mọi người hình ảnh của các bé chó tới đây nha mọi người. Khi nào nó có cái tình hình gì mới thì Phượng sẽ quay lại cho mọi người xem nha. Ra chào khán giả nào. Đó, sủa là ra này. Chào, bye bye. Tội nghiệp. Đây, ngày thứ tư của các em mèo đây mọi người ơi. Hôm nay thì buổi sáng nhà Phượng ăn bún á, thì san lại cho em các em một tí. Bây giờ là đàn chó đã được cho mất 3 con rồi mọi người. Bây giờ chỉ còn 3 con thôi. Bây giờ Phượng xa quay cho mọi người xem nha. Để đi gọi đã. Đó, cái nơi của các em trú ngụ này kìa mọi người. Qua đây mẹ cho ăn nào. Đó, hôm nay ăn bún nha. Ăn sáng tí thôi, trưa để ăn tiếp nha. Đó là cho 3 con rồi, một con đen với 2 con vàng. Một con vàng, con đốm, con đen. Còn bây giờ còn 2 con vàng với 1 con đốm này mọi người. Ồ, tội nghiệp không? Một ngày là 3 bữa nha, có gì là cho nấy, ai ăn cái gì dư cũng đem ra cho luôn. Nói chung là rất là thương. Thì Phượng cũng hy vọng là nhà nào mà nuôi nhận á, phải nhận luôn 3 con một lần, tại vì á, cho nó có anh có em á mọi người. Chứ bây giờ mỗi người bắt một con á, thì nó sẽ rất là kiểu như là nhớ anh em của nó. Cái hôm mà 6 con á, mà ai đến bế một con là những cái con còn lại nó sủa với cả nó tríu lấy người ấy mọi người, ý là nó muốn cho đi á. Đó, sáng giờ là nó ăn sáng của mấy người hàng xóm cho rồi, nhưng mà bây giờ Phượng đưa ra một ít bún nó vẫn tranh nhau này mọi người. Rất là thương. Mà chó rất là đẹp nha mọi người, chó ta nhưng mà rất là đẹp luôn. Đó, dễ thương chưa? Có nhớ anh em không? Hôm qua là hôm kia một con đi, hôm qua 2 con đi, thì hôm nay là 3 anh chị em còn lại, là không biết là tối ngủ có nhớ không mà thấy cũng sủa ăn ngẳng á mọi người. Thì Phượng nằm ngủ á, Phượng cũng hay để ý xem là đêm á có mưa gió hay không này, rồi nó có bị cái gì không á, kiểu như là mình cảm giác như là những đứa trẻ mà bị bỏ rơi rất là tội. Cho nên là Phượng nằm ngủ á, Phượng cứ lắng nghe xem thử là có tiếng kêu gì không. Rồi nhiều khi có trời có mưa thì giật mình dậy xem thử là tụi nó có chui vào trong nhà hay không, hay là cứ lang thang ở đâu đó, hoặc là nó đứng ở cái bụi nào đó thì mưa lạnh á, cứ sợ như vậy. Cho nên là cứ nằm cứ thấp thỏm. Thì bây giờ á, mình rất là muốn nuôi, nhưng thật sự là mình đã không nuôi thì thôi, nuôi là phải chăm bẵm cho nó tử tế, phải có nơi ăn chốn ngủ và canh chừng nó nha mọi người. Chứ bây giờ mà đi làm một ngày cả 4 thành viên đi trong nhà đi làm đi học, mà nếu mà Phượng để ở chỗ cái khu đất trống này nè mọi người. Đó, các em hiện tại là đang ở cái khu đất trống như thế này. Đó, ở ngoài kia là cái đường lớn ra rồi thì rất dễ bị bắt nha mọi người. Tại vì cái đội cẩu tặc mà nó nghe tiếng chó ở đâu là nó săn rất là ghê. Đó, cho nên là Phượng rất là sợ các em ấy bị bắt. Dễ thương quá, rồi trưa ăn gì thì mẹ lại đem ra cho ăn nha. Với cả anh Kiên anh dậy anh ăn mì tôm hay ăn cái gì anh lại chừa ra cho ăn. Nói chung là cứ ai có cái gì ăn á, mà còn lại á, lại dành lại cho một ít. Một ngày cũng ăn dăm ba bữa chứ không ít đâu. Hôm qua mà cho ăn nhiều quá các bạn ấy no mà cái bụng căng luôn. Chủ nhật đó mọi người, cho nên là ở nhà mọi người ăn cái gì cũng đem ra cho ăn. Rồi các đồng chí này là ăn mà cái bụng no căng luôn. Mà hôm nay lại sọp rồi này, chắc là buổi sáng là chưa có gì mấy. Quá dễ thương luôn. Đây, Phượng quay camera lại cho mọi người xem mà Phượng là ở nhà Phượng là ở đây nè mọi người. Cái tường của nhà Phượng đó thì người ta đem chó đến, người ta bỏ cái khu đất trống này này, thì là mình nằm ngủ á, mình nghe nó tiếng ăn ẳng á, xong rồi thằng con trai Phượng nó ra, nó phát hiện ra là có một bầy chó 6 con mà không có mẹ. Thì chắc là chủ nhà nào đó nuôi cái con mẹ mà nó có bầu có chửa mọi người.
thì nó sinh một lần 6 con thì chắc là cũng không có đủ điều kiện với cả là không gian để mà nuôi chúng nó, tại vì nó quá đông á. Cho nên là cũng cái chủ nhà đó chắc là cũng rất là thương tụi nó, cho nên mới chăm tụi nó cho đến bây giờ là qua cái tuổi là bú sữa mẹ rồi thì mới bỏ. Đó, ăn được cơm được cháo rồi thì mới bỏ. Thì Phượng nghĩ là cái chủ nhà đó họ cũng rất là thương, nhưng mà vì không có điều kiện nên mới bỏ lại, để lỡ có ai nuôi được thì nuôi đó. Chứ nếu như mà bỏ tụi nó lúc mới sinh á, mới đang uống sữa thì rất là tội đó. Thì là Phượng thấy là cũng rất là đồng cảm với cái gia đình đó. Nếu như gặp nhà mình á thì có khi mình cũng làm như vậy. Tại vì thật sự mà nói là ở thành phố mọi người đất chật người đông mà không có không gian với cả thời gian để mà chăm á, mà nếu như mà mình để như vậy á, bỏ đói nó với cả mùa mưa đến á, không có chỗ để cho nó ở thì thật sự là rất là tội đó. Cho nên là khi mà bỏ vào đây thì các em ấy tự nhiên là ở trước đây có một cái nhà đó họ nuôi mấy cái con gà, mọi người thì họ làm cái chuồng gà này, cái bây giờ người ta bỏ cái chuồng gà đi thì vô tình các em chó đến thì sẽ có cái chỗ ở. Đó, đưa cái tô không lại, nó biết là hết rồi nè, nó không lại. Khôn chưa, nhìn cái tô không là không lại luôn nha mọi người. Thấy chưa, rất là khôn luôn. Thôi, mấy em chào khán giả nhá. Còn 3 con nữa, nếu mà ai coi cái kênh của Phượng á, mà ở khu vực quận 2 thành phố Hồ Chí Minh á mọi người, thì cứ để cái lời bình luận bên dưới thì liên hệ với Phượng á, thì Phượng sẽ thông tin địa chỉ cho mọi người đến nhận. Tại vì 6 con mà một cái con đầu tiên á là nó hơi bị yếu, cho nên là cái chị hàng xóm á, chị cho một cái người đồng nghiệp, tại vì cái người đó rất là mê chó nhưng mà chị nuôi được một con, và cái con ốm yếu đó thì là cái chị đó chị chăm được á, cho nên là đã cho lần đầu tiên. Còn ngày hôm qua là một người nữa xin 2 con, thì Phượng rất là vui là nếu như mà người nào mà xin 2 con hoặc 3 con á thì tự nhiên tụi nó cảm thấy nó không có bị đơn độc á, tụi nó còn ít ra cũng còn một người anh người chị ở trong cái đoàn con nhân là 6 đứa đó, thì nó sẽ đỡ giống như con người mình thôi. Sinh ra lớn lên trong một cái nhà đang có anh em, tự nhiên bây giờ bắt đi hết trơn à, bắt đi từ từ tự nhiên giờ nó trơ trọi là rất là tội đó. Bây giờ nó lại nó vét cái tô của Phượng đem ra này mọi người, để Phượng quay ngược camera cho mọi người xem nha. Ê, úi rồi ôi, vét sạch cái tô của tôi rồi. Ghê chưa? Đó, bún rồi phở cháo rồi là cơm nguội, không có chan gì cũng ăn nha mọi người. Chan canh cũng ăn, không chan gì cũng ăn. Đó, khi nào mà có đồ ăn gì á thì thừa thẻo thì cho, nhưng mà đặc biệt là xương là chưa ăn được nè. Cho nên là ăn cá hay ăn thịt á là phải bỏ xương ra. Nếu như mà còn lại á thì chỉ có cho thịt hoặc là cái nước thôi. Chứ nếu như mà cho các bạn này mà ăn xương á rất là nguy hiểm, hóc á. Lỡ có cái gì cái mình chết luôn á, mình tội á mọi người. Biết là con vật rồi nhưng mà rất là tội. Mình cảm giác như mình nuôi những cái đứa nhỏ mọi người. Mà nếu như mà nó sơ sẩy cái là bị cái gì thì mình rất là áy náy. Rồi, bây giờ Phượng sẽ kết thúc video tại đây, tại vì thời gian này Phượng cũng phải vào làm việc rồi á mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi nha. Bye bye. Mấy bạn bye bye khán giả nào. Bye bye. Rồi, tí nữa có gì lại đưa ra cho ăn tiếp nha.